Trên thị trường hiện nay đang tồn tại một thực trạng, đó là các căn nhà tập thể cũ được bán với giá khá cao, thậm chí còn ngang bằng với nhiều chung cư cao cấp. Đơn cử tại Giảng Võ, một căn tập thể có diện tích 40m² trên đường Trần Huy Liệu đang được chào bán với mức giá 7,5 tỷ đồng, tương đương với 187,5 triệu đồng 1m². Một căn nhà tập thể khác trên phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm có diện tích 50m² cũng đang được chào bán với mức giá khá cao 5,65 tỷ đồng, tương đương với 113 triệu đồng 1m². Hay như một căn nhà tại khu tập thể ở phố Kim Mã Thượng, quận Ba Đình có diện tích 30m² đang được giao bán với giá 3,1 tỷ đồng, tương đương hơn 100 triệu đồng 1m². Có mức giá cao như vậy là do các khu tập thể cũ này nằm ở những vị trí đắc địa, cộng với nguồn cung về nhà ở hiện nay còn hạn chế khiến cho mất cân đối cung cầu. Hơn nữa, việc thị trường bất ổn, giá cả leo thang kéo theo giá nhà tập thể cũ dù đã xuống cấp nhưng cũng té nước theo mưa. Trước tình trạng giá ảo như hiện nay, người dân cần hết sức tỉnh táo, chờ đợi đến khi thị trường ổn định, về sát với giá trị thực, lúc đó mới nên cân nhắc mua nhà.